Dạ hello em xin chào cô chú anh chị yêu Hà Lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em sẽ tiếp tục uh, quay một cái video này chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa các loại da sưu tầm để cô chú anh, cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm nha cả nhà. Nhưng mà đầu tiên á uh, em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình vài cái mặt hoa các loại da tem trước nhưng mà uh, những cái cây này là em đã thuần chậu to cho cả nhà mình rồi. Thì cô chú anh chị nào mà cảm thấy yêu thích những cái mặt bông này á uh, thì mình có thể liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357 đó là số điện thoại à, của em và là số em đăng ký Zalo luôn cả nhà có thể là liên hệ theo số điện thoại đó để sưu tầm nha cả nhà à, đầu tiên á, em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái cây cắt tem nhưng mà cây này cũng là một cái cây khá là đẹp cây này là cây H Lai Uli H Uli nó là một cái cây cắt tem nha cả nhà nhưng mà ở đây hiện tại của em á, cái chậu của em nè À, cái thân tơ của nó đang đang lên và nó đang đậu nụ rồi nè cả nhà đó cả nhà có thấy không cái nụ nhỏ nhỏ ở trong cuốn lá này đó đây nè à, cái nụ bé bé ở trong cuốn lá này à, chậu à, hắc lai uli nè thì em chia sẻ với giá là 350.000 năm em bao ship nha 350.000 năm em bao ship cái cây hắc lai uli nè nó là một cái dòng à, các à, thân lùng thôi cả nhà thân của nó là cao khoảng độ là hai ba mươi cm nếu mà trồng cả nhà mình trồng đạt á trồng to bự đi nữa thì nó cũng chỉ tầm 30 mươi cm đổ lại thôi lăm à, 25 30 thôi cả nhà không không có cao hơn đâu à, chậu hiện tại á là nó đang đi hai hướng một cái hướng bên này á hướng bên này là nó đang đầu nụ rồi nè còn cái hướng bên này á <laughs> là nó đứng thân đang lên măng đứng thân đang lên măng <laughs> à, 350.000 cho cái chậu hắc oli như thế này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em nha cây hiện tại em thuần à, cây oli nè à, cây hắc la oli nè thì em thuần chậu phi 10, 18 thôi cả nhà phi 18 thôi và trồng bằng vỏ thông rồi rất là đẹp luôn ha rồi và ở đây em có một cái cây hoa màu cam lửa cây này là cây na con cho sĩ đắc oren một cái, cái cây cây cam lửa rất là đẹp luôn cây này lúc trước á ở vườn này em là em có một cái sai à cũng là sai chậu này luôn nhưng mà nó nhiều nó bự nó nhiều thân hơn tức là cái chậu nó nhiều thân hơn thì em có chia sẻ với giá là năm sáu trăm ngàn một chậu á cô chú anh chị mình năm ngoái khoảng một thời gian năm ngoái có xem á thì mình cũng biết cây này là một cái cây hoa màu cam lửa nó rất là đẹp hoa màu cam lửa rất là đẹp và cái cánh hoa cây này nó rất là dày ha À, cây này ở đây của em á Hiện tại em chia sẻ cái chậu như thế này Là 300k em bao ship ha Cây này là cây đắc oren Orange Na con cha sĩ Dark Orange 300k em trao em bao ship cho cả nhà mình với cái chậu như thế này Cây chậu phi 21 Chậu phi 21 Cây thuần vỏ thông cho cả nhà mình luôn rồi Đây thuần chậu vỏ thông rất là đẹp ha 300k cho cái chậu na con cha sĩ dark orange như thế này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em đó à, một cái chậu rất là đẹp ha chậu phi 21 chậu thuần vỏ thông luôn rồi những cái chậu to này thì về mình cứ treo lên mình chăm sóc bình thường thôi cả nhà chậu rất là đẹp luôn rồi tiếp theo ở đây em có một cái chậu cây hoa màu trắng lưỡi đỏ nè, cây này là hoa màu trắng lưỡi đỏ, cây này là cây Anjoino 2, cây này là cây Anjoino 2, một cái cây hoa màu trắng lưỡi đỏ rất là đẹp. Chậu hiện tại em thần chậu phi 21 luôn rồi nha cả nhà, và chậu này em cũng chia sẻ với giá là 300k bao ship nha, một cái chậu to đẹp chậu phi 21 đây thuần chậu rất là đẹp cho cô chú anh chị mình luôn rồi ha cây này hiện tại nó cũng đang đi hai hướng cây này là đang đi hai hướng khá là đẹp à, 300k cho một chậu như thế này em bao ship nha cả nhà Amzoi no 2 hoa màu trắng lưỡi đỏ hoa màu trắng lưỡi đỏ chậu rất là đẹp luôn nha nè cả nhà đó rất là đẹp và rất là mướt luôn rồi à, tiếp theo á em sẽ chia sẻ vài cái mặt hoa các lai da sưu tầm cho cô chú anh chị mình xem và mình sưu tầm lấy giống ha. À ở đây nè cả nhà, hôm nay em em đi vòng vòng trong vườn á, em lục cây để em chia sẻ thì em có thấy một cái hướng một thân giữa cây 142, một thân giữa cây 142 đỏ. À hôm nay có được cái hướng này chia sẻ cho cả nhà mình có thể là sưu tầm lấy giống chơi là khá là êm luôn nè cả nhà. À cái này là hướng một thân giữa thôi, một thân giữa và nó đang lên mầm đang lên mầm và ra rễ rất là khỏe luôn nè cả nhà đó cả nhà có thấy không cái bộ rễ nó nè đó cái mầm mà có bộ rễ như này á là nó lên là rất là khỏe luôn á cả nhà đây à, một thân giữa cây 142 đỏ này á thì em chia sẻ với giá là 300 k em bao ship 300 k em bao ship cây này là một cây cát sưu tầm mã 142 đỏ cây này hoa khá là to Hoa cây này á nó đạt 17 cm. Lúc trước em trồng á em nở, em đo được một lần là nó 17 cm đó cả nhà. Hoa to và rất là đẹp luôn, một thân giữa. Cái đặc biệt cái cây 142 á, cái dòng 142 này á nó cũng có tới 3 mắt ngủ. Cho nên ở ngay đây nè, đó, ở trên phần này nè, nó vẫn còn một mắt ngủ ở đây cho cả nhà mình có thể khai thác được luôn. Đó, có thể khai thác được luôn nha cả nhà. 300k, 300k cho cái cây 142 đỏ như thế này em bao ship luôn. À rất là lâu rồi mới có được một hướng như thế này cho cả nhà mình sưu tầm. Đó, em là những cái phần sau là em hay tách ra và em trồng và em treo lung tung hết cả nhà tại vì cái chỗ nào mà nó mát, à, nó mát, nó không có ánh nắng là em sẽ treo những cái phần này vô trong đó và những cái phần như này em chuyên trồng bằng bột dừa. Đó để vừa giữ ẩm, giữ mát, cây sẽ lên rất là khỏe nha cả nhà. 300k cho cái cây này. Đó 142 đỏ cái phần này. Cô chú anh chị nào mà à, mình chơi á mà cái giá nó hơi cao mình chưa có thể tiếp cận á thì mình có thể là mua những cái hướng giống đó về trồng khá là ok luôn. Vừa có mặt hoa đẹp, đó mà giá cả cũng phải chăng để cô chú anh chị mình dễ sưu tầm. Rồi tiếp theo ở đây em có một cái phần 158 quốc dân nè 158 quốc dân này thì cũng cực kỳ hot rồi cả nhà đó Hôm trước có tách một cái phần đầu ra rồi Còn cái phần này là cái phần kế, phần kế bên à, Phần này thì em tách được à, Cái này là tính ra là hai thân rồi nè cả nhà Đó cái này tính ra là hai thân ha Nhưng mà cái thân mẹ này nè thân mẹ này á, thì có khai thác nè thân mẹ có khai thác nhưng mà cây cây 158 á, cái dòng 158 cũng là cái dòng đa số là ba mắt ngủ ở dưới này nó vẫn còn một mắt ngủ ở ngay tay em chỉ đây đó là thân mẹ vẫn còn mắt ngủ để mình khai thác thân tơ này là thân zin nè đó à, cái phần 158 quốc dân này á, thì em chia sẻ với giá là 400k 400k em bao ship nha Phần này thì nó cao khoảng độ một găng tay của em nè cả nhà. Đó nó cao khoảng độ một găng tay của em. À, 400k, 400k cho cái phần này nói chung là có khai thác luôn rồi. Và cái phần này thì nó sẽ 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 chỉ cao cũng vậy thôi. Đó như cái phần hôm trước em chia sẻ là nó cao về này cả nhà. Cái phần đó phải nói là nó rất là lực. Cái phần hôm trước em có chia sẻ cái phần ba thân á, phải nói là phần đó là to lực nhất từ trước tới giờ em trồng. Còn cái phần này thì nó bé hơn, nó bé hơn. Phần này khá là nói chung là đây. Phần này á, thì nói chung là nó đạt, đạt cái cái thân của nó thường là cây cây 158 quốc dân á thì cái thân của nó chỉ khoảng độ như đây thôi và nó cao hơn một tí xíu thôi nhưng mà phải nói cái cái, cái hướng hôm trước em trồng là nó quá là đạt cả nhà, quá là đạt luôn. Đó. Rồi cái phần này là 400k nha, 400k cho cái phần này. Thân này nó chỉ còn một mắt gốc thôi nha, thân này chỉ còn một mắt gốc ở dưới này thôi nha cả nhà. Đó, cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em 158 quốc dân khá là lâu rồi mới có lại một cái phần à, à, giá êm như thế này để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm lấy giống 158 quốc dân một trong những cây 158 mặt hoa cực kỳ đẹp và giá cực kỳ dễ chơi để cho cô chú anh chị mình sưu tầm đó rồi và ở đây em chia sẻ một cái hướng hai lá thân sao cây 351 lăng ông nè 351 Lăng Ông ngày hôm qua em có chia sẻ tách cái phần đầu ra em chia sẻ rồi đó năm à, 351 Lăng Ông này em chia sẻ cho cả nhà mình là hướng hai thân như thế này là 1.000k em bao ship hai thân như thế này em 1.000k em bao ship à, một hiện tại á thì thân sau là nó vẫn còn hai mắt ngủ thân sau nó còn hai mắt ngủ tại vì cây ba năm một lăng ông là một cây tới ba mắt ngủ rồi thân sau còn hai mắt ngủ và thân trước nó còn một mắt ngủ là do cái thân này nè lúc trước là à, nói chung là hôm trước là không biết là ốc hay là bị chuột đồ gì cả nhà nó nó leo lên nó cắn mất cái cái mầm này rồi hên là ở đây vẫn còn một mầm nữa à, và mắt gạo vẫn có luôn đây những cái mắt gạo của nó nè những mắt này vẫn có thể khai thác luôn đó à, hiện tại cái hướng này em chia sẻ là như vậy hướng này là lớn nha Phương này em chia sẻ nè cả nhà mình xem nè một găng tay của em mới là cái thân nó thôi còn cái phần lá của nó nữa đó à, 351 lăng ong cây này hiện tại bây giờ cũng khá là ít và khá là, 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 là ít phải nói là ít giống và ít người chia sẻ luôn ít giống và ít người chia sẻ luôn cả nhà đó Cây 351 năng ông này là một cây hoa rất là to. Cây 351 năng ong này hoa nó phải đạt 16 17 cm. Hoa rất là, là to và mặt bông cũng cực kỳ đẹp luôn. Là một trong những cái cây khá là đẹp trong cái dòng 351 đó. À, nếu mà cô chú anh chị nào mà sưu tầm á thì mình liên hệ với em theo số điện thoại là 0386 232 357. 1000k cho cái hướng như thế này. Hướng rất là đẹp, rất là to và rất là khỏe luôn ha. Đây cả nhà mình xem một cái hướng lan nè đó cái bản lá của cây này thì khỏi phải chê luôn nguyên một cái bàn tay đặt vô như thế này hết luôn cả nhà bản lá to đẹp thân cũng vậy rất là khỏe luôn 1 000 k em bao ship à, 351 lăng ong ba năm một lăng ong đây ba năm một lăng ong nha cả nhà đó rồi cuối cùng trong cái video hôm nay thì có một cái thân cây 351 năm một lộn xộn 351 lộn sọn cũng là một cây rất là đẹp trong cái dòng 351 à, hoa to hoa to bự đẹp à, hướng này em chia sẻ với giá là 950.000 em bao ship cho một thân đầu như thế này 950.000 em bao ship cho một thân đầu nguyên dinh cái này là thân đầu nguyên dinh cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì cứ liên hệ với em À, cả nhà có thể là nhắn tin qua zalo hoặc gọi theo số điện thoại của em số điện thoại thì em vẫn nói trên uh, video như thế này và có ghim trên cái phần tiêu đề đó có ghim trên cái phần tiêu đề một thân đầu nguyên dinh nha thân lớn một thân đầu nguyên dinh đây thân đầu nguyên dinh đầy đủ mắt ngủ cho cô chú anh chị mình sưu tầm ba năm một lộn xộn chín trăm năm mươi em bao ship còn cái hướng hai thân ba năm một lăng ông đó là 1.000k bao ship nhưng mà thân đầu chỉ còn một mắt ngủ thân sau là còn nguyên hai mắt ngủ cho cả nhà mình luôn đó rất là đẹp rồi trong cái video hôm nay em chia sẻ vài cái mặt hoa cái lá da như vậy cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt bông nào thì mình nhanh tay liên hệ với em theo số điện thoại của em nha cả nhà rồi em xin chào cô chú anh chị mình nha hẹn cô chú anh chị mình vào những cái video khác Em sẽ chia sẻ thêm cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm. Em xin chào cả nhà.